Quý khách hàng thân mến, nhân dịp ra mắt mẫu phi lụa mới, giảm giá lên tới 70% toàn bộ sản phẩm chăn ga gối phi lụa cao cấp. Với chất liệu 70% là lụa và 30% là cốt tông, bộ chăn ga vừa giữ được sự mềm mượt, óng ả, kiêu sa, sờ mắt tay từ lụa, vừa kế thừa được sự bền chắc, thấm hút mồ hôi tốt, sử dụng được lâu dài. Chăn ga gối được tô điểm họa tiết theo lông vũ sắc nét, tinh tế tạo nên sự sang trọng quý phái cho căn phòng. Một bộ phi lụa 5 món bao gồm hai vỏ gối đầu lót bông dày dặn, một vỏ gối ôm có khóa kéo nằm ngang giúp dễ dàng lồng ruột gối, một ga trần bông dạng phủ hoặc bao chun cho khách hàng lựa chọn và một chăn lót bông lồng được ruột, kích thước 2m x 2m2, thoải mái cho gia đình 3 đến 4 người nằm. Sắp tuyển tập các gam màu được ưa chuộng nhất hiện nay. Để sở hữu mẫu chăn ga phi lụa này, anh chị hãy để lại số điện thoại hoặc inbox cho shop để được nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí.